Alo. À, anh Dũng nè, em có rảnh không Quyên? Anh muốn nói chuyện với em chút. À, dạ em cũng đang không có bận lắm, nhưng mà có chuyện gì không anh? À, cũng có chút chuyện. Anh tính mời em qua bên nhà anh á chơi tham quan cho biết, với lại anh tính mời em một bữa cơm. Từ bữa tới giờ anh em mình chưa có một bữa cơm nào với nhau cho nó đàng hoàng hết á. Với lại anh tính hỏi tình hình của dì sao rồi em. Nói thiệt nha, anh áy náy quá à. À, mẹ em có hơi giận chút xíu thôi. À, anh đừng để tâm ha, không sao đâu. À, cũng mong là vậy. À, Quyên, rồi cái chuyện qua nhà anh ăn cơm sao rồi? Dạ, để có gì em sắp xếp nhanh Dũng. Ok, vậy nghe. Anh sẽ chờ em. Giờ nhà như chiến trường, lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Mình có nên đi không ta? Dù có chiến tranh thì anh Dũng vẫn là anh em ruột thịt của mình, lương tâm mách bảo không thể bỏ bên nào. Trời đất ơi, sao cái giọng tôi nó truyền cảm dữ vậy ta? Không nhận đâu có được, làm sao mà từ chối nổi. Hey. Làm gì? Tôi đem mấy cái này đi sửa. Trời ơi, để yên nó cho tôi, để yên nó cho tôi. Bỏ xuống đây. Từ để nó gãy hết. Trời ơi, bà không hiểu gì hết trơn à. Gãy cái gì, gãy thì bỏ. Tôi đã nói với bà rồi, hẹn con Quyên qua nhà mình ăn cơm. Nó thấy nhà mình vậy nè, đồ gãy, đồ tùm lum tùm la, nó thương, nó mới đứng về phe của mình chứ. Mà nè, nghe tôi dặn nha, bà đi chợ nấu ít ít thôi, đừng nấu nhiều quá làm gì, thiếu cũng được nữa. Nó thấy vậy nó thương, nó mới đứng về phía của mình, hiểu chưa? Bà bớt nói lại đi, chưa chắc ông nội đứng về phía mình đâu. Mày nói làm sao á, tao với mày kết hợp ăn ý quá mà, làm sao ông nội mày không tin cho được. Ê, nó nghe. Mà nó nghe, cái kế mà đem đồ ăn qua bên cho ông nội mày á, tuyệt vời lắm nha. Bây giờ á, chắc chắn một điều, ông nội mày sẽ nghĩ nhà mình là quân tử, còn bà già đó là tiểu nhân. Tất cả mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Uầy, nghĩ gì vậy? Sao ba cứ làm tôi phân tâm hoài vậy? Bà đó, bà mới làm nó phân tâm á. Ba làm tôi phân tâm nhất đó. À, mấy ngày trước á, nhà anh cũng xảy ra một ít chuyện, nó gãy rồi. Anh tính vài bữa nữa anh rảnh đóng lại xài đỡ, chứ bây giờ đi mua cũng mắc tiền, tốn cả bộn. Thôi thì mình đóng lại mình xài tạm đỡ vậy mà, đỡ tốn kém là được rồi. Chuyện đó là do mẹ em gây ra đúng không anh? Chắc là anh giận mẹ em lắm hả? Anh đâu có trách gì gì đâu. Anh nghĩ ai trong hoàn cảnh này á cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Đâu có ai chấp nhận được con riêng của chồng chứ. Anh chỉ mong dần dần dì hiểu và hiểu cho anh là được rồi. Anh Dũng đúng là người tốt mà. À, cảm ơn em nghe. Dạ. Cảm ơn em đã nhận lời qua đây ăn cơm với anh. Cũng như cảm ơn em đã chấp nhận người anh này. Anh, mình là anh em với nhau mà, anh đừng khách sáo với em vậy. Anh biết rồi. À, để anh kêu chị dọn cơm ra ăn nha. Dạ. Bà ơi bà, dọn cơm đi. Cơm tới rồi đây. Có cơm rồi, có cơm. Dạ. Rồi.
Ông ta nói bà rồi, hôm nay có em tôi qua nhà ăn cơm, nấu nhiều món ăn ngon ngon xíu. Cũng lèo tèo vậy sao ăn được. Bắt quá vài ba bữa tôi đi làm thêm mấy chuyện bốc vác, chạy thêm vài cuốc xe ôm, bù vô số tiền chứ có gì đâu. Thiệt tình luôn á. Bà đi chợ nấu ít ít thôi, đừng có nấu nhiều quá làm gì, thiếu cũng được nữa. Nó thấy vậy nó thương, nó mới đứng về phía của mình, hiểu chưa? Nè, làm gì mà đơ người vậy? Thiệt là ngại quá à. Chị mới gom hết tiền đóng tiền nhà rồi, anh Dũng có nói là em qua. Bất ngờ quá, chị cũng chỉ kịp nấu mấy món bình dân như vậy thôi. Mong là em không chê. Dạ không sao đâu chị, em ăn được mà. Thật sự ra là em thích ăn đơn giản vậy á. À vậy hả? Dạ. Bới cơm, bới cơm. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Ăn tự nhiên nha em. Dạ. Chi vậy? Sắn. Sắn cái gì chứ? Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Nè em, Quyên, em ăn hết cái đi ha. Cứ dạ, đi. Anh với chị không sao đâu, anh với chị còn trứng đây mà. Quen rồi, nhiều khi một cái trứng hai anh chị ăn từ sáng tới chiều luôn mà. Em cứ việc ăn đi đừng có ngại, tại vì vợ chồng tụi anh cũng ăn quen vậy rồi mà. Ăn ít lắm, ít đồ ăn lắm. Thôi, dạ. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nữa. Sắm cái gì nữa. Nè, tôi nhường hết nguyên cái trứng cho bà đó nghe. Ăn đi. Ăn trứng hoài đi, tôi cũng ngán quá trời quá đất. Ăn rau cho nó thanh đạm ha. Ăn cơm đi ha. Lâu rồi em mới có bữa cơm gia đình ấm áp giống như vậy đó anh chị. Dễ không? Ngọt. Ngọt. Nói thiệt nha, nhắc tới chuyện này anh ấy nấy quá. Vì anh mà làm cho gia đình của em á không có vui vẻ đầm ấm hạnh phúc như xưa nữa. Nhưng mà bản thân của anh á chịu cực quen rồi, chịu khổ quen rồi, chịu thêm chút nữa cũng không có sao đâu. Anh chỉ mong nhận được ba anh và mong một ngày nào đó vì hiểu được tấm lòng của anh là được rồi. Rồi mẹ của em cũng sẽ hiểu thôi anh. Em sẽ cố gắng thuyết phục để mẹ đồng ý cho đại gia đình của mình đoàn tụ với nhau. Ăn cơm đi em. Dạ. Nhìn cái gì ăn đi.